Hello anh em nha, em Thịnh Bến Tre đây, chào bà con nha. Đang ở công viên Bến Tre, quay cho anh em mình xem con Livina và lấy thử chạy về. Livina đời 2011, số tự động, máy gầm êm, ABS túi khí, dàn ghế rất đẹp anh chị. Đấy, ngon lành chưa? Chắc xe rất là ok nha, anh chị mua về đi thôi ha. Giá thành cực kỳ rẻ nha. Dàn ghế rất là mới nè. Đi túp lô rất là ok luôn rồi. Xe kiểu nguyên bản, xe nguyên zin gia đình anh chị nha. Đó. Rất là đẹp, ABS túi khí đầy đủ ha. Xe chạy mấy chín mấy ngàn mà rồi chạy bá 12 inch luôn. Đó. Lấy thử dòng cho anh em mình xem, camera xe, camera hành trình đầy đủ hết, không thiếu cái gì luôn anh chị nha. Và để cho anh chị mình xe này chứ nhiêu đâu. CD là được 1.2 nữa nè anh em ha. Hai cấp độ chạy ha. Gương kính chỉnh điện gập gương, máy gầm ngon, ABS túi khí. 1.8 tự động, để cho anh em mình xe này 255 triệu, còn giảm còn bớt, có giao lưu, có trao đổi, có bán thiếu, có bán góp, có cho nợ luôn, chơi combo với anh em luôn, đổi xe máy, đổi du lịch, đổi ô tô, đổi xe tải, đổi hết luôn. Đấy, màn hình chà bá đẹp không, trần rim theo xe nữa nè, máy gầm êm, anh em mua về đi thôi, không có làm gì nữa nha. Giá này thì cực kỳ hợp lý và yếu dấu rồi, anh em cứ đến xem là lụm ngay thôi, chạy rất là bốc anh chị nha. Đó, mạnh không, số tự động mà 1.8. Dòng này tiêu hao nhiên liệu 100 cây nó rơi vào tầm khoảng chừng cỡ 7 lít, số tự động 7 lít máy 1.8. Dòng này bao bờ luôn, máy rin chị nha. Anh chị mình mua về đi thôi, nói chung là vậy. Anh em cứ qua giao lưu trao đổi với em, anh em nào mà thích mẫu này á thì liên hệ chủ nhân qua số là 0866 6789 71 ha, hoặc là cường 0564 71 71. Đó, giá trên còn bớt còn giảm ha. Có giao lưu có trao đổi. Anh em ưng sao thì liên hệ cho em nha. Chúc anh em mình có một buổi chiều vui vẻ nè. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng bấm nút đăng ký để mình cập nhật được nhiều video hơn tiệm thịt Bến Tre nha.